Chào anh em nhá, shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh, đến Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá. Với năm số điện thoại quen thuộc đây, các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Như các bác đã nắm được thì đây là cái gọi là lá chun hàng chạ nực, hàng có tay chạ nực cao cấp. Thì hôm trước tôi có giới thiệu sơ rồi, hôm nay tôi giới thiệu chi tiết cho các bác. Cái này là các bác nào mà biết rồi ấy thì xem cho vui. Thế nhưng mà các bác nào chưa biết thì xem kỹ nhá. Tại vì một số shop cũng tiếp rất nhiều khách, có một số khách hàng là những bác, những chú rất là lớn tuổi mà vẫn muốn chơi. Thế mua về nhiều khi là không biết nắp thế nào, dùng chú ý như thế nào thì điện hỏi lại shop rất là nhiều. Thì shop làm cái video này là chi tiết nhất để cho mọi khách hàng đều nắm được nhá. Các bác nào biết rồi thì xem văn nghệ cho vui, còn các bác nào chưa biết thì xem kỹ này. Thì đây là một cái bộ lá chun hàng chợ nực, bao bì là như này, hàng màu đen. Hơn 200.000 thôi, bao gồm cả phí ship về đến nhà cho các bác rồi, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Đấy. Thì đây, khi mà nhận hàng ấy, cái cách kiểm tra hàng ấy mà để cho các bác nắm được này, trong hộp này nhá, bao gồm những cái gì. Đấy. Trong hộp này, nói chung là bây giờ trước khi gửi cho các bác là shop đã phải kiểm tra và chỉnh sửa hết rồi, chắc chắn rồi. Trong hộp này là sẽ có hai cái lục giác này. Thì bây giờ đây là cái hộp mới, trước khi gửi cho các bác ấy thì shop sẽ phải lấy cái cà lê này, lấy cái lục giác này siết chặt lại đây cho các bác này, để các bác để kiểm tra cái con ốc này này nó có bị trượt gen hay không. Nếu mà trường hợp nó bị trượt gen ấy thì cái lá này nó bị lỗi thì sẽ bỏ ra ngoài. Đấy, shop đã siết chặt cho các bác rồi nhá. Thế đây là cái này là xoáy vào đây, còn cái lục giác trên này nó xoáy con ốc ở trên, lục giác to hơn xoáy con ốc trên. Đấy. Thì bây giờ tôi vừa làm và vừa nói cho các bác biết rằng là cái hình thức chuẩn bị hàng, đóng hàng cho các bác. Đấy, trước khi gửi là phải siết chặt cái này vào. Còn đây, nếu mà trường hợp cái con nào mà siết không được thì trường hợp đấy nó sẽ bị lỗi thì sẽ phải bỏ ra. Các bác nhận được cái lá này thì các bác đảm bảo yên tâm nên là hàng chuẩn, không có phải lỗi làm gì cả nhé. Thế đây là tháo rời nhá, để cho các bác nắm được là có các bộ phận như thế này. Các bộ phận như này nhá. Thế còn cái tay sẽ được cái này. Khi các bác lắp ấy, thì các bác để ý này, cái chiều gù quay lên trên thì cái chiều nâm châm này mình quay lên trên nhé. Thế có thể nếu mà các bác tháo rời ra hết rồi thì có khi lại lắp ngược thì lại sẽ không được nhé. Đấy, lắp ngược này không được. Đấy, được tháo nốt cái dưới ra này. Đấy. Đây như này. Đây là nó rời hết rồi nhá. Ví dụ như các bác lắp vào lại không để ý, ví dụ lắp như này thì nó sẽ không có trợ lực được, nó bị trượt. Đấy. Đấy, nó phải lắp cái chiều nâm châm này quay lên trên để cái chiều ra này sau nó ốp vào cái cổ tay của mình như này. Được nhá. Thế đây là để lắp cái tay dưới này, thả đúng chiều của nó này. Cái nãy này, cái này ốp nó vào nhá. Đây. Đấy. Cái con ốc này là ốc chìm này, thì các bác gập cái này vào đây luôn đi. Đấy, gập lên này nhá. Đây cái khe này này sẽ cài vào đây. Đây cài đây như cái nhà mới nhá, cài vào đây. Đấy các bác nắp được không có biết thôi, đừng chọn này sang gần này. Rồi thả ốc vào. Và lấy ốc lục giác. Thấy vào. Đấy. Thế này là chi tiết nhất là cái cách nắp này. Thế nhưng các bác yên tâm là trước khi gửi cho các bác là shop đã siết vào rồi. Đảm bảo cho cái gen này là gen chuẩn, chặt, không bị lỗi gen, không bị cháy gen nhé. Còn cái trên này đây, mình cắm vào thôi. Thế trường hợp các bác cắm như này thì xem là cắm ngược này. Đây, cắm này là cắm ngược này. Đây các bác nhìn đây là cái lá mà hoàn chỉnh thì nó quay càng về phía trước. Đấy. Đây chiều cong nó quay như này. Thấy không? Quay như này. Thì mình cũng thích thì mình quay như này. Thì cái này nó giật về phía sau thôi. Đấy, nó sẽ đuôi về phía sau nha các bác. Các bác thích nắp kiểu gì cũng được. Đấy. Thế nhưng mà đúng của nó là quay đằng trước như này. Rồi. Các bác thả ốc vào. Các bác yên tâm là những cái ốc này là trước khi gửi là shop đã kiểm tra hết rồi. Gen dụng ngon lành chắc rất là tốt nhá. Thế này là cái phần khung. Đó, phần khung đã hoàn chỉnh rồi nhé. Đấy, phần khung đã hoàn chỉnh này. Đây là cái phần dây. Phần dây nhé.
dây này mỗi bên có 3 dây. Đây tôi hướng dẫn đang mang nắp 3 dây này. Nhá. Khe rãnh này này, mình khoét một rãnh để mình thả dây xuống. Chân đầu dây này nó có cái viên bi để nó hãm lại nhé, hãm lại cho dây, giúp dây không bị tuột ra được. Thì mình kéo giãn ra, kéo giãn ra thả nó vào. Đấy, kéo giãn ra. Rồi. Dây trên bên dây dưới thì nó sẽ nằm ở một bên. Nhá, dây trên bên dưới nằm ở bên. Còn dây giữa nằm ở bên thì mình đặt ngược lại. À, mình nắp nó lên giữa vào. Đấy. Nắp nó lên giữa vào. Đấy. Tương tự làm tiếp bên này nữa. Các bác lắp cho đúng nhá. Dây đúng cái hàng trên thì thả hàng trên. Hàng dưới thả hàng dưới. Rồi, tiếp tục cái dây giữa bên này nữa. Cái này đã hoàn thành nhá. Đấy. Đây là tôi làm video rất là kỹ để cho một số các bác các chú mà lớn tuổi ít va chạm mấy mặt hàng này thì đã biết nắm được cái cách nắp. Và cái này là cái ốc này là nó giữ cái da này. Thì các bác lưu ý là phải xoáy chặt nó lại. Nhá, xoáy chặt nó lại. Không nó sẽ rơi, nó sẽ thất lạc mất. Đây bản chất nó như này thôi. Đây, mình cặp vào đây mà sẽ lấy ra được. Đây lấy miếng da ra được này. Nắp này mình để nắp nó vào không? Thế còn trên này là nó có cái lâm châm. Là có ốc bốn cạnh này này. Là lấy tô vít xoáy vào thôi. Thế còn muốn lấy cái lâm châm này ra thì lấy tô vít bốn cạnh tháo ra. Yeah. Thì đối với loại súng này thì dùng sỏi, dùng bi. Nhưng mà các bác dùng được cái bi, kiếm được bi to thì là tốt nhất. Yeah. Kiếm được bi to là tốt nhất đấy. Cái bi thì là bình thường bi dễ mua nhất đấy. Là cái bi ở ổ giữa xe đạp là cái bi dễ mua nhất nhá. Thế còn cái bi to hơn thì tôi có 1-2 viên đâu đây rồi này. Tôi để đâu mất rồi. Thì là nó sẽ bắn được hay hơn. Nhưng mà cái bi đấy thì sẽ hơi khó mua. Nhưng hơi khó mua hơn. Các tôi bỏ đâu mất rồi. Thế này là cái phần cơ bản phần nắp nhá. Đấy phần nắp chi tiết cho các bác đấy. Đây. Thế còn tôi cũng chia sẻ luôn với các bác là anh em nào mà khi bắn ấy mà kéo ra như này, cảm thấy cái lực nó quá căng ấy, thì là anh em nên tháo dây giữa ra. Tháo dây giữa ra. Đấy, tháo dây giữa ra. Thì cái cách tháo dây giữa ấy, đây này, cái này người ta đã cái đơn luồn thì nó khoét luồn thôi. Cái này mình kiếm được cái que sắt, mình nâng nó vào đây, cho vào đây cho nó giãn ra thì mình sẽ lấy được ra ngay. Đây, mình sẽ lấy được ra này. Đây nhá, tôi sẽ lấy thử một cái ra. Cái này nó là chun mà. Đây, mình sẽ lấy ra như này. Mình lấy ra được thì sau này mình cũng sẽ luồn lại được. Đấy nhá. Rồi, lấy một dây ra. Thì là hai cái dây ở giữa ấy, hai bên ấy thì là nó vừa lực hơn. Nó không quá căng. Đây, mình cạy ra. Nhá. Đây các bác nhá. Đấy. Thì sẽ dùng nó vừa tầm hơn. Nó vừa tầm đúng lực hơn. Đây chia sẻ với các bác về một cái số kinh nghiệm như vậy nhá. Các bác nào mà thấy nặng quá thì có thể tháo dây giữa ra. Mình dùng hai dây thôi. Thế đây là chi tiết toàn bộ về cái lá chun trợ lực hàng cao cấp nhất hiện nay nhá. Giá thì nó là hơn 200.000. Ngoài ra lại có mấy cái hàng rẻ hơn trăm mấy này. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với các đầu số của shop nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá.